À, xin chào anh chị, hôm nay em xin giới thiệu với anh chị một cái mẫu kính Solex đòn gánh. Kính này là hàng của Malai. Anh chị nhìn cái lớp mạ nó rất là đẹp, bóng và đẹp. Mắt của kính này là mắt kính mắt thủy tinh anh chị nhé. Hàng bên em giao hàng thu tiền tận nơi trên toàn quốc, anh chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, không cần phải đặt cọc bất cứ cái gì anh chị nhé. Nếu anh chị đặt hàng thì vui lòng nhắn tin qua Zalo 090 2277 552 giúp em để bên em hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn.